Chào các bạn, trong loạt video này thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài assignment của môn Java 1. Trước tiên chúng ta sẽ thực hiện cái giai đoạn 1, thực hiện một cái menu với các cái yêu cầu. Và các bạn chỉ cần copy cái thông tin ở đây. Các bạn vào Java NetBeans. Trong phần project các bạn đã có được cái thông tin tạo tài khoản giống hôm trước thầy đã hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái package là Java 1 assignment. Trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái package, một cái class assignment 1. Ở đây chúng ta sẽ tạo hàm main và nhiệm vụ của chúng ta là tạo một cái thông tin để mà xuất các cái yêu cầu này ra. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng mà chúng ta copy, chúng ta dán các cái yêu cầu này ra và chúng ta dùng lệnh xuất out. Rồi, như vậy chúng ta đã có được một cái lệnh xuất thông tin. Tất cả ở đây chúng ta tab vô. Chúng ta copy lại cho đến cái dấu nháy luôn. Rồi, phía sau này chúng ta sẽ cập nhật thêm cái dấu ngoặc vào. Như vậy cơ bản là chúng ta đã có các cái yêu cầu. Đó, chúng ta đã có các yêu cầu và có thể chúng ta sẽ bỏ cái chữ y này đi. Chọn số 1 thì làm gì, chọn số 2, số 3, số 4, số 5 tương ứng. Đấy, như vậy các bạn có thể làm đơn giản như vậy. Và sau khi chúng ta chọn ở đây thì chúng ta có thể là add out để chúng ta xuất ra. Nếu chọn số 0 thì thoát chương trình. Đó, chọn số 0 thì thoát chương trình. Và chúng ta sẽ chạy thử lên. Được chưa nào? Đó, như vậy thì các bạn đã xuất được một cái menu. Nó đơn giản như vậy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có thể viết cái đoạn này. Viết cái đoạn này. Xuất cái này nè. Ra cái menu của chúng ta. Ở một cái lớp khác. Một cái hàm ở bên ngoài này. Chúng ta sẽ có là public static void menu. Void menu. Rồi, ở trong này chúng ta sẽ xuất cái menu ra. Đấy, được chưa nào? Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ tạo ra một cái lựa chọn là 0 đến 9. Để mà tạo ra được cái lựa chọn đấy thì các bạn sẽ sử dụng một cái biến chọn.
Và biến chọn này chúng ta sẽ trả về kiểu in. Chọn. Và trong quá trình này thì chúng ta sẽ có liên quan đến việc là nhập từ bàn phím, cho nên chúng ta sử dụng class scan. Scanner bằng new scanner system chấm in system chấm in, chúng ta sẽ ghi SL chọn chức năng. Chọn chức năng hai chấm cách ra, nhớ bỏ cái ln này đi chứ không là nó nhảy xuống dưới. Và chọn của chúng ta sẽ bằng scan chấm net in. Và nếu người ta chọn số 1 thì mình sẽ xuất cái thông báo, chọn số 2 xuất thông báo, chọn số 3 xuất thông báo. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ sử dụng check key và mình đưa vô đây chọn. Nếu như chọn số 0 thì chúng ta sẽ thoát chương trình. Đó, exit. Mà đã là exit thì có thể chúng ta sẽ không cần đến break. Lựa chọn thứ hai, chúng ta sẽ chọn số 1. Nếu chọn số 1 thì chúng ta sẽ làm gì? Vậy các bạn có thể viết một cái đoạn chương trình liên quan đến cái lựa chọn 1 này. Đó. Như vậy thì ở chỗ này các bạn sẽ viết một cái đoạn chương trình chức năng 1. Năng 1 và xuất cái câu này ra. Ở đây là chúng ta đang là giai đoạn 1, cho nên chúng ta chỉ cần vậy thôi. Void trong giai đoạn 1. Đó, thì chỗ này nhập danh sách sinh viên từ bàn phím. Chúng ta chỉ cần xuất câu đó là được. Tương tự chức năng 2 mình cũng viết luôn. Public static void. Đó, chỗ này là người ta public static. Tí nữa mình copy đi ha. Void chức năng 2. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có từ chức năng 3 cho đến chức năng 9. Và chúng ta có chức năng 3, chức năng 4, chức năng 5, chức năng 6, chức năng 7, chức năng 8. Chức năng 9. Chức năng 1 rồi, chức năng 2. Chúng ta copy đây cho nhanh. Chức năng 2. Chức năng 3. Tí nữa chúng ta sẽ format code lại sau nhé. Chức năng 4, chức năng 5, rồi.
bạn có thể click chuột phải chọn format để tự nó sắp gót lại cho chúng ta. Rồi, chỗ này menu mình copy đi mất tiêu rồi, đúng rồi, mình copy chứ ha, copy chứ sao tự nhiên mình sorry các bạn. Chúng ta có từ chức năng 2 Ctrl C. Ctrl V. Như vậy là chúng ta đã có menu và các chức năng. Vì nhiệm vụ là chúng ta sẽ đưa vào sheet. Vậy ở đây chúng ta sẽ gọi chức năng một và chúng ta print. Tương tự chúng ta sẽ có sheet key cho chức năng 2, chức năng 3, chức năng 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chỗ này các bạn sẽ sửa lại chức năng 2 thì gọi chức năng 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9. Ok. Và còn cái cuối cùng, nếu như default, tức là những trường hợp còn lại, thì chúng ta sẽ xl bạn cần chọn chức năng từ 1, từ 0 đến 9. Đó, bạn cần chọn chức năng từ 0 đến 9. Được chưa nào? Đấy. Như vậy thì đối với lại cái bài của chúng ta đã hoàn thiện chưa? Chúng ta thử chạy lên thì nó ra cái gì? Rồi, chọn chức năng, chúng ta chọn số 1. Như vậy thì ở đây chức năng chọn số 1 là nhập danh sách sinh viên. Nhưng mà đã là menu thì chúng ta sẽ phải quay lại để người ta chọn lại. Đó. Như vậy chỗ này chúng ta muốn quay lại thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái vòng lặp để mà quay lại nguyên cả cái sheet key này. Cái lệnh này chúng ta sẽ đưa ra ngoài. Đấy. Chúng ta sẽ lặp lại nguyên cái này. Từ đây trở đi. Như vậy ở chỗ này chúng ta có thể dùng while hoặc do while cũng được, bởi vì chúng ta đã chọn số 0 và chúng ta chọn exit ở đây rồi, cho nên chúng ta không có quan tâm đến chuyện là khi nào thoát, do while hoặc là while. Và ở chỗ này chúng ta chọn là lặp mãi mãi, sau đó
thì cuối phần này. Đấy, chúng ta chỉ cần làm như vậy thì đối với lòng lặp y của mình ở đây sẽ lặp cái sec k này. Như vậy là chúng ta đã có được cái vòng lặp. Chúng ta chạy lại, chọn chức năng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Khi các bạn chọn chức năng 10 thì nó bảo là bạn cần chọn chức năng từ 0 đến 9 và nó yêu cầu chọn lại, thì chúng ta chọn cũng tương tự như vậy. Nếu chọn số 0 thì thoát. Đấy, như vậy là cơ bản là các bạn đã làm hoàn thiện được cái giai đoạn 1 rồi đấy. Rồi chỗ này trước khi mà chúng ta thoát, chúng ta có thể ship cầm ao tạm biệt. Rồi, được chưa nào? Đó là giai đoạn 1 của chúng ta. Rồi nếu mà có bạn nói là sau khi quay lại thì chúng ta muốn xóa cái màn hình đi. Đó, sau khi quay lại chúng ta muốn xóa màn hình đi. Hoặc là chỗ này sau khi quay lại thì chúng ta sẽ xuống dòng cái để cho nhìn nó rõ hơn. Thì các bạn có thể là làm thêm cái phần đó nha.